Sau một thời gian tuyên truyền vận động, ngày 12 tháng 7, hộ gia đình anh Bùi Văn Huy tại bản Tự nhiên xã Đông Sang huyện Mộc Châu đã tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng homestay không phép trên đất nông nghiệp. Homestay này được gia đình anh Huy xây dựng từ năm 2022 với quy mô 5 căn bùa lầu, tường xây, mái lập tôn, diện tích 15 m2 một căn. Khi phát hiện vi phạm trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Đông Sang đã lập biên bản và phối hợp với các ban ngành của xã, bản tự nhiên, tuyên truyền vận động thuyết phục và gia đình anh Huy đã tự giác tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng ban đầu. Xã Đông Sang là địa phương có hoạt động du lịch phát triển, đây cũng là khu vực được quy hoạch là vùng đô thị của thị xã Mộc Châu trong tương lai. Do đó, xã cũng triển khai các biện pháp kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới tích cực tuyên truyền các hộ tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm và kiên quyết triển khai các biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng